Trong phần phát biểu của mình, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần tấn công giá kỹ hơn chỉ số tăng trưởng để thấy được tính bền vững, những hệ lụy đi kèm. Cụ thể, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, nếu chỉ nhìn vào riêng con số mà không kèm theo các tấn công giá khác như được trả bằng giá nào, có những hệ lụy gì? Được phân ngã, phân phối ra sao, có bền vững hay không? Thì việc tấn công giá sẽ lệch hướng, không thật sự chuẩn mực. Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết đây là vấn đề đã được nhiều chuyên gia trong nước, chuyên gia quốc tế đã cảnh báo. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đoàn thành phố Hồ Chí Minh, nguồn Google Choi, Việt Nam. Đại biểu thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng không nên là tiêu chuẩn duy nhất để tấn công giá tài năng hướng dẫn và thành tựu của các địa phương. Ví dụ ở những vùng mà chúng ta cần bảo vệ môi trường, những vùng phên dậu của đất nước thì chúng ta tấn công giá người hướng dẫn ở đó khác, không thể chạy theo, nó sẽ dẫn đến chuyện là chạy theo con số được đo bằng tiền và tăng trưởng bằng cách đổ vốn ra để làm những này, khi mà không thân mật đến nhiệm vụ chính của những vùng miền đó, đại biểu này nói. Ông cũng giảng nghĩa thêm, chúng ta đã có hệ thống phân ngã rồi, những nơi làm được nhiều, thuận tiện về tạo ra quản tế phải san sẻ cho những nơi khác. Cho nên, về quy định luận nếu không tấn công giá đúng về thì sẽ dẫn đến tình trạng chạy đua và sẽ lệch hướng. Cũng trong phần phát biểu của mình, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu quan điểm riêng về ba trụ cột về tạo ra bền vững đất nước. Ông bày tỏ tán thành với ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc Việt Nam phải có con đường tạo ra riêng của mình. Theo ông, tạo ra bền vững cần thân mật đến ba khía cạnh gồm nâng cao văn hóa, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản. Cụ thể, nâng cao văn hóa gồm phát huy bản dạng sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu, tiếp cận văn hóa tiến bộ của thế giới. Bảo vệ môi trường gồm bảo vệ môi trường thiên nhiên, không khí và bảo vệ môi trường xóm hội, gia đình, nhà trường, cộng đồng, sắc tộc, tôn giáo. Bảo tồn di sản gồm có di sản thiên nhiên, di sản lịch sử, di sản văn hóa. Tôi cho rằng để tạo ra đất nước bền vững là song song với việc tạo ra giá trị tài sản vật chất, cần định hướng xóm hội, định hướng công dân, định hướng các ngành, các vùng miền vào ba trụ cột này. Nếu chỉ định hướng bằng tiền thì sẽ kêu gọi đầu tư nước ngoài ăn vào để tăng nhưng tấn công mất chủ quyền, nương tựa quản tế. Từ nương tựa quản tế sẽ không thể tự chủ nhiều mặt khác nữa. Vì thế, xuyên suốt trong việc định hướng tạo ra của chúng ta là ba trụ cột, văn hóa, môi trường và di sản. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh.